Chị Bảy, chị mới tới chơi hả? Tôi mới tới. À, cô Bảy, thưa cô Bảy mới tới. Ừ, đám bữa nay lớn quá ta. Nè, cho cô gửi cái chổi bay ở đây nghe. Chút xíu chiều cô quay lại lấy, cô có việc xíu. Một lát nữa, con mượn chổi bay thử cho cô Bảy. Không được đâu. Cây chổi này nó lì lắm, nó không nghe lời ai hết. Gửi lên thì nguy hiểm lắm. Con có một chút xíu mà. Cô Bảy đã nói vậy rồi, mà có còn mè nheo gì nữa. Chị cứ để đó đi, em giữ cây chổi cho. Vậy cảm ơn mẹ đốm nhiều nha. Chị phải đi gấp rồi. Cô đã mất tiêu rồi. Nghe cô nói gì chưa? Không có phá cây chổi đó nha. Dạ. Bay lên đi chổi ơi. Cao lên nữa chổi ơi. Ê chổi, bây giờ mình bay lên đỉnh núi cao đằng kia đi. Mất bao nhiêu phút? Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ hả? Chuyện là vậy đó. Vì không nghe lời mẹ nên bây giờ mình sắp bị rơi từ cây chổi biết bay này xuống đất. Nát mông là cái chắc. Vậy là từ nay hết coi siêu nhân luôn. Có cô kịp bay qua cứu con đó. Hay quá ha. Một lát cô về, cô sẽ mét mẹ cái tội con dám cãi lời người lớn nè. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ dám cãi lời người lớn nữa đâu. Xem chút nữa con nát mông rồi. Cho chừa cái tật.